Vâng, sau Hà Giang thì gian lận thi cử ở Sơn La lại được đánh giá là tinh vi và phức tạp hơn rất nhiều. Và chính vì điều đó mà tới thời điểm này thì con số chính xác của bài thi được sửa đáp án cũng như nâng điểm vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố một cách chính thức. Việc điều tra vượt quá khả năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo này và hiện Bộ Công an vẫn tiếp tục vào cuộc để làm rõ vụ việc. Nhiều câu hỏi lại tiếp tục được dư luận đưa ra. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La đã thao túng thay đổi điểm thi như thế nào? Có bao nhiêu bài thi trắc nghiệm bị sửa điểm? Phải chăng là việc thi bằng hình thức trắc nghiệm khiến những đối tượng dễ dàng gian lận hơn? Tại Sơn La, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã phân tích và nhận thấy tất cả các file ảnh bài thi trắc nghiệm gốc ở cụm thi Sơn La đã bị biến mất không rõ nguyên nhân. Còn ảnh bài thi trắc nghiệm hiện được lưu tại Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La và ảnh trong đĩa dữ liệu mà Bộ Giáo dục Đào tạo giữ do Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La gửi trước khi chính thức cho máy chấm thi hoàn toàn giống nhau. Như vậy là phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh đã bị sửa trước khi tiến hành chấm thi. Đó là lý do khiến việc chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm của tỉnh Sơn La là vô nghĩa. Đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác vẫn tiếp tục điều tra làm rõ những bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu bị tẩy xóa. Vì thế, việc trả điểm thực tế cho thí sinh Sơn La hiện nay phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng Bộ Công an. Như vậy là vấn đề mà dư luận quan tâm là có bao nhiêu bài thi bị can thiệp sửa điểm và sửa như thế nào thì vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Và một câu hỏi khác cũng được đặt ra là tại sao tổ công tác không công bố tổng số bài thi có dấu hiệu bị tẩy xóa hay sửa chữa khi chưa có kết luận cuối cùng? Vâng, bên cạnh đó thì những sai phạm trong kỳ thi năm nay một lần nữa xới lại câu chuyện từng gây nhiều tranh cãi trước đó về phương thức thi trắc nghiệm, gian lận trên máy tính ở Hà Giang, tẩy xóa, điều chỉnh trực tiếp trên bài thi của thí sinh ở Sơn La, khiến nhiều người lo lắng đặt câu hỏi rằng kiểm tra giám sát có vấn đề hay là thi trắc nghiệm thì dễ bị gian lận.